Dạ xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên nha anh em. Lời nói đầu tiên em cũng xin chúc anh em luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nha. Dạ hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2020. Em có đem về một gốc mai sù búp măng rất là đẹp nha anh em. Dạ xin muốn giao lưu cùng anh em trên mọi miền đất nước nha. Chào anh em ơi. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Dạ hy vọng clip này, cây sù này anh em ủng hộ em thêm nữa nha anh em. Cây sù rất là quýt nha anh em. Sù chảy luôn. Cốt cành giót ngọn rất là đẹp. Anh em dòm nha. Đế đẹp 100%. Sù ngoài cũng khến nha anh em. Anh em dòm nha. Đây, khến rất là đẹp. Khến như cây sù ri vậy anh em. Có cành gió ngọn nhút xíu nha anh em dòm nha. Đây nhút xíu luôn, cốt nào cũng lấy nè anh em dòm nè, rất là to lực anh em, cây không mang thẹo dít nghe nha. Đế nè anh em dòm nè, xù mà đế như gì là rất là quýt nghe anh em. Đây xù gió ngọn tới đỉnh luôn. Kẹo xíu này nè, kẹo này không đáng kể nha nè, xù nó màu màu kéo sẹo lắm. Để anh em dòm nè, để rất là đẹp. Rồi quay anh em xem dòm nha. Cây ngoài rất là bự nha anh em, rất là khủng nha anh em. Cốt cành dư chi luôn. Để khoan em, để này rất là to nha anh em dòm nè. Để lên lên sù trứng nha anh em dòm nè. Đây sù trứng luôn nha anh em. Để lên trứng nhiều lắm nha anh em. Đây cây ngoài rất là nâng cây nha anh em, rất là đẹp. Để chảy đều nha anh em, hút 48 giờ luôn. Cây không mang sẹo dít chưa anh em, anh em dòm nha. Cốt chủ là nằm ngay dây giữa nha anh em, ngay tim giữa luôn. Đây cốt chủ nằm đúng luôn nha anh em, rất là khéo. Đế nè anh em dòm nè, cây ngoài đế bự bự lắm anh em, bự đế bự cho bá luôn nè anh em dòm nha. Khá là đẹp nha anh em, hàng này đáng cho anh em sưu tầm nha, hàng này nuôi lên tiền nha anh em. Rồi em dừng lại đo thông số cho anh em tham khảo đi. Em đo hai vị trí cho anh em luôn nha, cho anh em tham khảo. Này đo hoành chững nha, chững là 66 hoành nha anh em. Đây anh em dầm nha. Rồi em đo xích giá sát của đế luôn, sát của đế dưới. Chạm vậy luôn. Rồi lấy cái tay đi. Sát cổ đế em buông ra. Rồi 75 hoành nha anh em, sát cổ đế nha. Đây sát cổ đế 75 hoành. Em đo chiều cao giùm anh đi. 65. Chiều cao 65 nha anh em. Rồi em đo nồi đế, đường kính nồi đế cũng được chứ. Đây cái nồi đế nha anh em, nồi đế ngoài rất là khủng nha anh em. Đây một thước dây là 150 nha. Đây là một gang nè, hai gang nè, hai gần ba gang nha anh em. Nồi đế khoảng 201-202 nha anh em. Rồi em đo đường kính bầu nhiêu em? 82. Đây rồi. Đường kính bầu 82 nha anh em. Em đo cốt cành giùm anh đây, cốt cành chưa số 1 nè đây. Hai mươi mốt nha anh em, rất là to nha anh em.
cốt chi số 1 hoành 21 em đo chi số 2 mình ơi. 18 nha anh em. Đây em vừa giờ em đo cái cốt nhỏ này xíu này dưới đây đi. 17 nha anh em. Rồi trên đây khỏi đo. Đây bự hơn người ta cái em chút nha anh em, khỏi đo. Cốt cành rất là to lực. Qua em quay một vòng cho anh em xem khảo nữa nha. Cây ngoài rất là đẹp nha anh em. Số điện thoại của em là 0919755533. Em tên Úc. Địa chỉ của em là gần chợ cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại của em là 0919755533, cũng là số Zalo và thuốc của em nghe anh em. Facebook của em là bonsai Tịnh Biên á. Cây này khá là đẹp nha anh em. Hàng này đáng cho anh em sưu tầm. Hàng này anh em nụ lên tiền anh em. Cây ngoài rất đẹp nha anh em. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn với anh em đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Dạ anh em nào yêu mê đam mê mai vàng á, thì liên hệ với em số điện thoại là 0919755533 nha anh em. Em tên Úc. Dạ anh em nào chưa đăng ký tên kênh thì nhớ đăng ký, nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Dạ hy vọng clip tới này em sẽ lên cây đẹp đẹp cho anh em. Rồi, dừng lại đi. Dạ cái sù búp măng này nhìn ở ngoài rất là khủng, rất là đẹp nha anh em. Cốt cành to lực, giót ngọn, cây không bán sẹo. Hàng đáng cho anh em sưu tầm và sở hữu nha. Và cây này em cũng xin mạn phép giao lưu với anh em giá 75 triệu. Em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Rồi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em là 0919755533 nha anh em. Em tên Úc. Đây cũng là số Zalo và Facebook em á. Rồi em cũng xin chúc anh em xem clip được vui vẻ nha. Và tràn đầy hạnh phúc. Và sau cùng em xin cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Và em xin chào nha.